Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với xe 2 tư giờ Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe Tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia sao tốt Bản Deluxe, bản 1.4, bản Deluxe, bản thấp nhất của dòng xe Kia sao tốt Khi mà sang tháng 1, cuối tháng 1 năm 24 này Chiếc xe Kia sao tốt nó đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé Giá bán thì tương đương như là chiếc xe Toyota Vios thôi ạ còn anh mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe hay giờ cũng chuyên về giá xe Tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok đi vào chi tiết Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe đang là 604 triệu Sang tháng 1 cuối tháng 1 năm 24 này Thì đấy chúng đang bán với giá đang là 589 triệu ạ Vậy thì chiếc xe Kia Sato bản 1.4 đời này Lão nội đang là 682 triệu Còn tỉnh thì 651 triệu Tỉnh áp trên trăm thì 662 triệu Và ở Thế Minh thì 670 triệu ạ còn đối trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 219 triệu Tỉnh thì 187 triệu Tỉnh áp thuyền trăm thì đang là 199 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 207 triệu ạ còn anh em giá tốt hơn Thêm một khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi bài nào Thì anh em hãy gọi điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhé Ok Tiếp theo tiểu cho anh em về những tính năng option Của chiếc xe Kia Soto tốt Bản 1.4 bản Deluxe ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m315, rộng là 1m80, còn cao là 1m645 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2 m 61 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe đang là 19 cm nha. Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Kia Seltos bản ờ uh, uh, Delort này thì nó được râm nổi rất là nhiều, giúp cho phần đầu xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và thể thao ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn ạ. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen, dạng uh, projector anh em nhá. Đó, và thiết kế của chiếc xe xe này thì em đánh giá nó rất là thể thao và lịch lãm đấy ạ Đói, về cụ đèn đấy ạ về phần đèn uh, gầm nó sử dụng là đèn halogen đèn halogen anh em nhé tiếp theo giới thiệu cho anh em về uh, tổng quan về phần đầu xe phần đầu xe của chiếc xe này thì nó được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp chắc chắn thể thao và cũng là rất là sang trọng đấy ạ tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe phần sườn xe của chiếc xe này thì uh, nó thiết kế khí động học giúp cho chiếc xe cản gió rất là tốt đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần bánh xe ạ. Đó, giới thiệu cho em về bánh xe nhé. Bánh xe chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 17 inch đấy ạ. Cả 3 phiên bản, cả 4 phiên bản đều là sử dụng vành 17 inch hết anh em nhé. Đó, các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh cẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn. Thì em phép cuối video giới thiệu cho em ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu màu đen à, Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện ạ Đó. Đó, Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, tay lắm cửa Tay lắm cửa của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá Cho cả bốn cánh cửa đấy ạ Phiên bản mới này thì nó đã có chìa khóa thông minh rồi đấy ạ Có đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này Trần xe của nó sẽ là trần phẳng nhá Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ Tích hợp trên đấy sẽ là có giá lóc thanh và anten vây cả đấy ạ Đèn báo phanh trên cao tiếp theo giới thiệu cho em về phần đuôi xe phần đuôi xe của chiếc xe Kia Seltos tốt bản này thì nó thiết kế em đánh giá nó rất là sang trọng đấy ạ nó lối liền mạch với hai cụm đèn có thanh nhập chrome rất là to bản logo đặt ở trên thanh nhập chrome đấy tạo điểm nhấn của chiếc xe nhé. tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần cụm đèn ạ cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn sử dụng là đèn halogen anh em nhá đó nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe lối lên mạch với hai cụm đèn có thanh nhạc chrome rất là to bản tạo ra điểm nhấn của chiếc xe Sẽ cảm giác được sang trọng hơn lịch lãm hơn và có thể tao hơn đấy ạ Đó. tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần cản sau ạ cản sau của chiếc xe này thì thiết kế nó là bằng nhựa màu đen và các tính an toàn về phần đuôi xe nó sẽ có cảm với lùi bốn mắt nhá 1, hai 3 và 4 đấy ạ bô chiếc xe này nó dùng bô dầu đấy ạ giờ rồi sẽ mở cốp lên cho anh xem cốp chiếc xe này có rộng không ạ đây giới thiệu cho em về cốp xe nhá cốp của chiếc xe này khá là rộng đấy ạ anh em để đồ to rộng Đây chiếc xe này có để được khoảng 5 vali to anh em nhá để khá là thoải mái đấy ạ ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về sang phần mức tiêu nhiên liệu ạ cốp của chiếc xe này nó sử dụng là cốp cơ rồi nhé không phải cốp điện đâu ạ đây mức tiêu nhiên liệu này ở trong đô thị đang là 7 lít 6 ngoài đô thị đang là 5 lít rưỡi và cái đầu trung bình đang là 6 lít 3 đấy ạ chiếc xe cho động cơ 1.4 như này rất là tiết kiệm nhiên liệu nha tiếp theo giới thiệu cho em về phần nội thất ạ và giới thiệu cho em về nội thất này nội thất của chiếc xe này là nội thất màu đen nhá không ra nội thất nào màu đen hết đấy ạ và ghế của nó sử dụng là ghế ghế da anh em nhá cho cả bốn phiên bản đều sử dụng ghế da hết đấy ạ tiếp theo giới thiệu cho em về phần dưới dưới này nó sẽ là ghế chỉnh cơ đấy ạ ghế của nó sẽ dùng là ghế chỉnh cơ anh em nhá và ghế là ghế da ngồi rất là ôm ghế đấy ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho em sang bên cánh cửa Cánh cửa của nó là cũng là không gian Nói chung là màu màu đen hết em nhá Các nút bấm của nó sẽ có như sau Nó sẽ là có lên xuống kính cho bốn cánh cửa này Khóa cửa này Chốt kính này Điều chỉnh bốn mặt gương Đó Nó có cổ cục gương luôn anh em nhá Ok giờ sang bên hàng ghế thứ hai Giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ đây giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ hai còn giống như hàng ghế đầu tiên ghế của nó là ghế được bọc da này Đấy, bọc dài nhé, gặp được 60 40 đấy ạ. Ghế chỉnh cơ. Hàng ghế thứ hai ngồi rất là thoải mái và rộng rãi đi ạ. Và tích hợp thêm hàng ghế thứ hai nó sẽ là có thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Đây cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ và cổng sạc điện thoại ạ. Ok, giờ đi sâu bên trong giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ. Đó sẽ quay lại cho em về uh, tổng quan về hàng ghế đầu tiên nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng. Vô lăng có sẽ là vô lăng ba chấu ạ. Được bọc ra sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng xe nó có đàm thoại rảnh tay này Điều chỉnh âm lượng này Và túi khí bản này nó sử dụng là hai túi khí anh em nhé Có đây giới thiệu cho em về màn hình giải trí này Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 8X ạ Có kết nối Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em Có kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần hệ thống điều hòa Điều hòa chiếc xe này sử dụng là điều hòa cơ chỉnh tay em nhé Điều hòa cơ chỉnh tay đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho em về phần hộp số Chiếc xe này nó sử dụng là hộp số liệp liệp kép nhá, 7 cấp đấy ạ. Đó, liệp kép 7 cấp đấy ạ. Nó sử dụng cần số là sử dụng là cần số thẳng nhá. Còn phía dưới này nó chính là phanh tay, nó sử dụng phanh cơ ạ và hộp tựa tay trung tâm, rất là to bản đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đèn chân, chân xe ạ. Đây, chân xe này. Về đèn chân của nó sẽ là có các cái chế độ cơ bản thôi, nó có 3 chế độ mở cửa từ sáng này luôn luôn sáng hoặc luôn luôn đóng ạ về à. trần của nó sẽ là trần phẳng nhé trần phẳng màu ghi đi ạ rồi sẽ lại quay lại cho em về tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe kia sao tốt bản đề lớn ạ thiết kế nó rất là hài hòa và sang trọng nhầm nha ok tiếp theo giới thiệu cho em sang phần động cơ động cơ của chiếc xe kia sao tốt bản đề lớn này có những gì em phép giới thiệu cho em ạ đây giới thiệu cho em về phần động cơ này động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.4 em nhá kappa 1.4 đấy ạ với công suất cực đại nó đang là 138 mã lực ạ. À. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 242 Newton mét ạ. Đó, đó sẽ dẫn động cổ trước em nhá. Nó sử dụng là động cơ động cơ turbo 1.4 turbo đấy ạ. À. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ. À. Đây, đó chính là màu xanh này, đó chính là nước rửa kính ạ. À. Nước rửa kính nhá. À. Còn trên này, đó là nước làm mát đấy ạ. À. Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. 4 xi lanh thẳng hàng nhá. cổ hút chiếc xe này để lên rất là cao rồi ác nó sử dụng là ác quy khô ạ còn cái màu vàng nó chính là dầu phanh đấy ạ ok giờ sẽ quay lại cho em tổng thể cho em về phần động cơ ạ này. ok tiếp theo giới thiệu cho em về tính năng an toàn của chiếc xe Kia Seltos bản đề lớn ạ đây giới thiệu cho em về những tính năng an toàn nhá các tính an toàn của chiếc xe này có như sau có hệ thống là phanh ABS này phân bố được phanh điện tử EBD này hỗ trợ phanh khẩn cấp này cân bằng điện tử xe này hỗ trợ khởi nhà dốc anh em nhá có nó có có thể là có ma hóa này, chìa khóa này cảnh báo chống trộm này nó sẽ nó có cảm lùi và cam lùi ạ về túi khí thì bản này nó sẽ là có hai túi khí thôi anh em nhá duy nhất cho bản premium nó sẽ sử dụng là 6 túi khí đấy ạ ok vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Sotos bản Deluxe rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhá Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes Cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe, bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh hãy comment phía dưới nhá. Để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì anh mới đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe tư giàu em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ à.